Với tinh thần chống dịch như chống giặc chỉ sau hơn 3 ngày, ngay sau khi nhận được lời hiệu triệu của Bộ Y tế, Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam đã quy động và tập huấn thần tốc cho 122 tình nguyện viên chi viện cho tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ xuất quân đã được tổ chức nhanh gọn ngay trong đầu giờ chiều ngày hôm nay để đội chi viện kịp thời hỗ trợ cho lực lượng y tế tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ là ghi nhận của chúng tôi tại buổi lễ này. Chuẩn bị ra trường sau gần 6 năm đèn sách, với nhiều dự định còn dang dở, nhưng cô gái này vẫn cảm thấy tự hào khi được cùng thầy cô và các bạn lên đường chi viện cho tâm dịch Hồ Chí Minh. Về sự hy sinh này thì em thấy là hoàn toàn xứng đáng và em rất là tự hào khi mà được nhà trường nhận lời là tham gia tình nguyện đợt này. Tinh thần của bọn em là vẫn luôn sẵn sàng là cao nhất. Còn về kỹ năng các thứ thì bọn em cũng được các thầy cô đào tạo cho liên tục trong 2 ngày rồi. Thì về cơ bản là bọn em khá chắc kiến thức rồi ạ. Và thực hành cũng khá ổn rồi ạ. Dù chỉ có hơn 2 ngày để vừa tập huấn và chuẩn bị, nhưng với tinh thần tập trung cao độ, tất cả vì tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, 122 thầy và trò Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam đã hoàn toàn tự tin về cả sức khỏe, kỹ năng lẫn tinh thần để vững vàng xông pha vào tâm dịch. Theo đó, 100% tình nguyện viên đều được tiêm vaccine đầy đủ để sẵn sàng chi viện cho các ổ dịch tại quận Gò Vấp ngay khi đến nơi. Trưa ngày Chủ nhật thì các thông tin đã được cập nhật và những cái bạn không ở Hà Nội thì đã lên Hà Nội vào chiều ngày Chủ nhật để kịp thời hoàn thành được toàn bộ công tác chuẩn bị, bao gồm từ tiêm vaccine đến khám sức khỏe đến cái quá trình mà chuẩn bị tất cả vấn đề kỹ năng. Đó là cái tinh thần tất cả là vì cái sự nghiệp, cái công tác phòng chống dịch của quốc gia cũng như là nói chung cũng như là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thực ra là cảm xúc của chúng tôi cùng các em sinh viên hiện tại nay đang rất là dâng trào, tràn đầy phấn khởi và tự tin để bước vào một cái tâm dịch đầy khó khăn tại miền Nam. Chúng tôi muốn vào trong đó để góp sức nhỏ bé của mình để đẩy lùi dịch bệnh. Hy vọng rằng với sự chung sức đồng lòng, sự chi viện kịp thời và hết mình của thầy và trò Học viện Y học cổ truyền Việt Nam sẽ cùng với thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh và chúc cho đoàn chi viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bình an trở về. Chuyển sang phần tin nông nghiệp và thị trường nông thủy sản đáng chú ý. Thưa quý vị, là từ giữa tháng 7 năm 2021, Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu biên giới với lý do là phòng dịch COVID-19. Đến trung tuần tháng 8, cơ bản, nhiều trái cây nông sản Việt đã không thể xuất khẩu qua Trung Quốc, qua các cửa khẩu biên giới giáp với tỉnh Vân Nam. Trong khi ở chiều ngược lại, thì nước này lại vẫn xuất khẩu rau củ nông sản từ Vân Nam, Trung Quốc sang nước ta, trung bình khoảng 400 xe hàng mỗi ngày. Động thái này của phía Trung Quốc, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Trung Quốc đề nghị tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan và xuất khẩu các mặt hàng nông sản trái cây của Việt Nam. Công thư nêu rõ, tình hình dịch COVID-19 với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới tiếp tục được đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch, không làm phát sinh bất cứ ca lây nhiễm nào qua biên giới Việt Nam Trung Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ lấy làm tiếc khi nhận được thông tin Sở Thương mại Vân Nam thông báo tạm dừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn từ tháng 7 năm 2021 do lo ngại tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc quan tâm chỉ đạo tỉnh Vân Nam khẩn trương dỡ bỏ biện pháp hạn chế nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu biên giới với Việt Nam. Vâng, đơn phương cấm nhập trái cây vì lý do là chống dịch nhưng mà Trung Quốc thì lại vẫn cho xuất khẩu nông sản sang nước ta. Cuộc chơi hoàn toàn không công bằng. Trước động thái này của Trung Quốc thì Việt Nam đã có những động thái như thế nào? Ngay sau đây từ trường quay VTC16, chúng tôi sẽ kết nối với ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương của tỉnh Lạng Sơn để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chúng tôi. Vâng, và thưa ông, xin ông cho biết là hiện nay thì việc thông thương hàng hóa với Trung Quốc tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn đang diễn ra như thế nào ạ? Thưa ông. Ở Lạng Sơn là không có lệnh cấm nào hết, chẳng qua là cái chỗ người ta đang nâng cấp phòng chống dịch đối với lại các cái hàng hóa qua cửa khẩu. Thế thì đặc biệt là Lạng Sơn thì vừa rồi là chỗ cửa khẩu Tân Thanh thì có cái người ta tạm dừng thông quan trong 2 ngày.
để người ta thống nhất với mình về cái quy trình về nâng cấp công tác phòng chống dịch và cái cách thức giao nhận hàng hóa. Thì sau khi Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn rồi các lực lượng thống nhất trao đổi với nhau xong thì từ ngày 16 cho đến ngày 18 thì là tháng 8 vừa rồi thì toàn bộ cái hàng hóa thì vẫn tiếp tục xuất khẩu. Đấy, hàng hóa xuất khẩu, hoa quả xuất khẩu sang, thì đặc biệt là hàng thanh long. Thì hiện nay là thanh long ở bên cửa khẩu Vân Nam, ở cửa khẩu Hà khẩu Lào Cai, Trung Quốc người ta không nhận hàng đấy thì là sẽ dồn về Lạng Sơn thì nó khá nhiều. Tuy nhiên là bây giờ thì cái việc mà người ta nâng cấp phòng chống dịch lên như thế thì cái việc xuất khẩu nó sẽ chậm hơn. Đấy, khối lượng sản lượng thì nó sẽ chậm hơn. Vâng, như vậy là hàng hóa tại cửa khẩu Lào Cai có liên quan tới Vân Nam Trung Quốc thì sẽ được chuyển toàn bộ về các cửa khẩu tại Lạng Sơn. Điều này có thể gây ra tình trạng là ùn ứ nếu mà lượng nông sản đổ về đây quá lớn. Trước động thái này thì Sở Công Thương của tỉnh Lạng Sơn đã có hướng dẫn như thế nào tới các đơn vị có hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc ạ, thưa ông? Sở Công Thương thì cũng đã khuyến cáo, tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các cái đơn vị phía sau là cũng phải xem xét để được biết làm sao mà lên cho nó hợp lý. Chứ không có lên dồn ứ ở cửa khẩu thì không được. Bây giờ là thông tin thường xuyên trên cổng thông tin điện tử và thông tin khuyến cáo đến Sở Công Thương các tỉnh thành phố đấy để thông báo thông tin đến các doanh nghiệp cái việc ùn ứ hàng ở trên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Đối với lại những cái hàng hóa nông sản, ưu tiên cho những hàng hóa nông sản mà đã có chủ hàng, đã có ký kết được hợp đồng với phía bạn để xuất khẩu thì mới ưu tiên là xuất ưu tiên cho những doanh nghiệp đó lên. Cảm ơn vì những chia sẻ vừa rồi của ông. Tiếp tục với một thông tin về nông sản đáng chú ý. Thời điểm này thì nhiều loại trái cây ở các tỉnh thành phía Nam đang đến vụ thu hoạch. Ước tính sản lượng lên đến khoảng 406.000 tấn đang rất cần được tiêu thụ gấp. Tính từ giờ đến cuối năm, khu vực Nam Bộ cần được tiêu thụ khoảng 1,75 triệu tấn trái cây và khoảng 1,5 triệu tấn rau củ. Một số loại cây ăn quả còn sản lượng lớn như thanh long 35.000 tấn tại tỉnh Long An và Tiền Giang, xoài là 35.000 tấn chủ yếu tại tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và An Giang, chuối 50.000 tấn tại tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang và Cà Mau. Đặc biệt hàng chục nghìn tấn nhãn đang trong vụ thu hoạch nhưng tiêu thụ chậm, nông dân phải lưu lại trái trên cây. Hiện giá thu mua đã giảm khoảng 50% so với năm trước, cao nhất là nhãn Endor tại vườn có giá chỉ còn từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg. Nhãn sùng cơm vàng chỉ còn 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Để tháo gỡ khó khăn đầu ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề nghị các địa phương tăng cường vai trò của các hợp tác xã, kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản với các đầu mối tiêu thụ trong nước. Sau thành công của hai lớp tập huấn trực tuyến bán hàng online livestream, vào ngày hôm nay 25 tháng 8, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội tiếp tục triển khai cho khóa học thứ 3. Lớp tập huấn vẫn sẽ hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các chủ thể của các đơn vị sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm đã được đánh giá phân hạng cấp sao trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Chương trình là một trong những giải pháp giúp hỗ trợ người sản xuất trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng do dịch COVID-19 và cũng là cơ hội giúp cho các đơn vị sản xuất, trong đó cụ thể là các chủ thể OCOP, tiếp cận được gần hơn với khoa học công nghệ cùng với các hình thức giao thương thương mại trong thời đại số. Khóa tập huấn thứ 3 sẽ diễn ra trong 1 ngày rưỡi, 3 buổi, bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021, với sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN, hỗ trợ phổ biến kiến thức bán hàng trực tuyến. Các chủ thể đã được tập huấn các kỹ năng thiết thực gần gũi, dễ hiểu, từ việc xác định khách hàng mục tiêu, tạo thói quen cho khách hàng, kịch bản chốt sale 2 phút, các tuyệt chiêu bùng nổ doanh số, thậm chí cả việc giúp các chủ thể trở thành người bán hàng live stream trực tiếp tự vượt qua chính mình, khắc phục các yếu điểm để có thể tự tin đứng trước máy ghi hình, giới thiệu và thu hút khách hàng mua các sản phẩm chất lượng và uy tín của mình. 60 học viên của khóa 3 sau khi kết thúc khóa học sẽ cùng tham gia mô hình thí điểm chợ đêm trên mây được tổ chức vào 20 giờ 30 phút thứ 6 hàng tuần, góp phần nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể có cơ hội thực hành các kiến thức sau khóa học, đồng thời người sản xuất kinh doanh có cơ hội giao thương, giới thiệu chính các sản phẩm do mình sản xuất ra với người tiêu dùng và các đơn vị chủ thể khác tại Hà Nội và trên cả nước.